Ngày 25 tháng 10, tại Hàn Quốc đã xảy ra sự cố sập mạng dịch vụ Internet nghiêm trọng, gây bất tiện cho nhiều người dùng ở nước này. Dịch vụ Internet có dây và không dây của nhà mạng KT đã bị tê liệt trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong thông cáo báo chí, KT cho biết nguyên nhân gây sập mạng là do lỗi thiết lập đường dẫn mạng nội bộ, không phải là do quá tải lưu lượng như điều tra ban đầu. Công ty cung cấp dịch vụ Internet chiếm thị phần lớn ở Hàn Quốc đã công khai xin lỗi người sử dụng vì những bất tiện do sự cố gây ra. Sau khi KT nhận trách nhiệm, dư luận Hàn Quốc cho rằng công ty này phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các thuê bao. Trao đổi với báo giới, giáo sư Lee Kyung-ho thuộc khoa An toàn thông tin Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết, trong trường hợp lỗi đường dẫn mạng do thiết bị không hoạt động bình thường thì có thể gây mất kết nối tại một số khu vực. Tuy nhiên, ở trường hợp mạng toàn quốc bị tê liệt trong một khoảng thời gian dài như vậy thì về nguyên tắc, lỗi chắc chắn phát sinh từ mạng nội bộ KT. Tôi gặp vấn đề khi dùng mạng và gửi tin nhắn do nhà mạng KT. Vài người quanh tôi gặp vấn đề khi giao dịch cổ phiếu. Khoảng 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều là giờ cao điểm nhưng khách rời đi mà không thanh toán được do máy quẹt thẻ không hoạt động do mất kết nối mạng. SK Telecom, KT Corp và LG Uplus là ba nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc. SK Telecom là nhà mạng có nhiều người dùng 5G nhất với 7,4 triệu thuê bao. Tiếp theo là KT với 4,8 triệu và LG Uplus với 3,6 triệu.